Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. NetEase chuẩn bị phát hành con game The Seven Deadly Sins Origin, một cái con game thế giới mở với cái cốt truyện cùng tên anh em nhé. Con game này được giới thiệu ở sự kiện G-Star năm 2022. Đây là một cái video trailer nhưng mà nó cũng giới thiệu khá là nhiều về gameplay và đồ họa con game này. Thực sự là đồ họa con game này chất lượng. NetEase vừa rồi nó phát hành một cái con game ở trên di động, cứ tưởng là bom tấn, ai ngờ đâu game lỗi rất nhiều và thành bom xịt anh em ạ. Sword Art Online Valorant Showdown đây anh em. Game này hiện tại thì đang bị game thủ chỉ trích rất nhiều và có vẻ như con game này sẽ sớm muộn đi thôi anh em ạ. Lỗi quá lớn luôn anh em. Khi mà mình thấy cái video trailer của cái con game The Seven Deadly Sins Origin này thì mình thấy là có vẻ ổn đấy. Có vẻ là tin tưởng được đấy. Mong là con game này nó sẽ ổn áp như các cái tựa game nhập vai hành động thế giới mở khác. Game nhập vai hành động thế giới mở hiện tại vẫn là một cái dòng game cực kỳ thịnh và cực kỳ phát triển. Qua cái video trailer này chúng ta thấy được con game sở hữu cái đồ họa rất xịn em nha. Đồ họa rất xịn và đồ họa rất mượt. Tựa game này là cái phần tiếp theo của con game The Seven Deadly Sins Origin Grand Cross được ra mắt năm 2019. Game này thì sẽ không đi theo cái cốt truyện của truyện tranh mà sẽ tạo ra một cái cốt truyện riêng biệt với cái sự hấp dẫn riêng, với cái sự mới lạ riêng em nhé. Khi mà chúng ta xem qua cái đoạn trailer này chúng ta đã thấy các cái nhân vật rất là quen thuộc trong cái bộ truyện tranh gốc. Ví dụ như là Elizabeth này, ví dụ như là King vân vân. Hiện tại thì chúng ta chưa rõ được cái vai trò của anh hùng mới Chitan sẽ là gì và liệu chúng ta có thể tự do thay đổi ngoại hình và cái giới tính của cái nhân vật để mà tham gia vào cốt truyện của tựa game này hay không. Ngoài ra thì chúng ta vẫn chưa biết được rằng con game này thì sẽ chơi theo cái kiểu đội nhiều người hay là đơn lẻ. Đôi khi là cái nhân vật trong cái video trailer đi một mình, đôi lúc thì lại có sự giúp đỡ của 3 hay là 4 nhân vật cùng một lúc khác các bạn. Game này thì được xây dựng theo cái kiểu thế giới mở, nên do đó là chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để trải nghiệm, rất nhiều thứ để mà chơi anh em nhé. Các cái nhân vật chính trong bộ anime Thất Hình Đại Tội đều là những cái chiến binh dũng mãnh này, có thể là vượt núi và băng rừng. Những cái phiên bản khác trong cái trò chơi này lại bị giới hạn bởi cái thanh thể lực khi mà nhân vật leo lên núi hay là leo lên bất cứ những cái vật cản trở nào. Đấy, nó bị giới hạn cái thể lực giống như kiểu Tower Fantasy anh em nhé. Cái này thì nó có thể là nằm hỏng đi cái sự nhập vai của người chơi. Dành cho anh em nào chưa biết thì Thất Hình Đại Tội là một trong những cái bộ truyện tranh được bán chạy nhất nhì từ năm 2012 đến năm 2020. Mặc dù cái bộ manga này thì có nhiều anti fan vì những cái lý do khác nhau, nhưng mà cái bộ truyện này đem lại cái tiếng danh rất là lớn cho tác giả. Nhà phát hành của cái con game này thì đã hứa hẹn rằng cái con game thế giới mở này sẽ mang đến cho cái game thủ chúng ta có sự trải nghiệm rất là thú vị và hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem thế nào. Mình nghĩ là chắc là phải sang năm 2023 thì chúng ta mới có thể là trải nghiệm cái con game này nhé. Năm 2023 thì chưa rõ cái thời gian nào, chúng ta hãy cùng chờ đợi và hóng hớt trên các cái trang báo, website chính thức của con game để xem sao. G-Star năm 2022 giới thiệu khá là nhiều những trailer của những cái con game hot, giới thiệu rất nhiều những cái dòng game hot anh em ạ. Em có thể là lên YouTube để mà search G-Star 2022 để mà update thông tin về những cái con game mới và hot em nhé. Video channel thì nó là một chuyện, còn cái việc mà chúng ta được trải nghiệm thì mới có thể nhận xét được về tựa game. Về cái dòng game thế giới mở thì hiện tại chưa game nào ăn được Genshin Impact. Rất là mong cái con game này thì sẽ làm được như Genshin Impact là ok rồi, không cần phải quá hoàn hảo hơn của Genshin. Như Genshin là ok. Nếu mà anh em để ý thì chúng ta có thể là nặn được cả ở dưới biển và dưới sông. Chúng ta có thể là khám phá nhiều những cái thứ hấp dẫn khác ở dưới mặt nước nữa em nhá, chứ không riêng gì ở trên mặt đất đâu. Con game này khi mà ra mắt chính thức thì chắc chắn là sẽ có đa nền tảng đấy. Chơi ở trên cả các cái dòng PlayStation, chơi trên cả PC, chơi trên cả mobile. Chắc chắn là như vậy rồi. Với cái kiểu đồ họa thế giới mở như này thì con game này sẽ sở hữu cái dung lượng không hề nhẹ đâu. Nên là anh em chuẩn bị dần dần với những cái dòng máy xịn, với những cái dòng máy cấu hình ok đi. Dung lượng cao đi. Đấy, chip ngon ngon đi để mà trải nghiệm những cái con game chất lượng vào năm 2023 này.
Ok, và đó là toàn bộ cái video nhận xét của mình về video channel mới nhất của con game The Seven Deadly Sins Origin. Con game được giới thiệu video channel ở sự kiện G-Star năm 2022. Sau khi mà anh em xem xong video channel này thì có suy nghĩ gì về con game trên? Anh em nào có đang yêu thích cái bộ manga, bộ anime The Seven Deadly Sins Origin hay không? Hãy comment bên dưới giúp mình với nhá. Và bây giờ thì hẹn lại anh em vào những thông tin mới nhất về phần game này.